Bảo Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, trong suốt những tuần lễ vừa qua, chúng ta đã được Ni sư chia sẻ rất là nhiều về nguyên nhân của cái khổ, biết được tất cả những điều đó để chúng ta khôi phục lại cái lòng tin đã mất nè, khôi phục lại quyền tự chủ của mình nè, và một lần nữa xét xem là mình có cái thói quen hay than và hay nhìn đời bằng một cái gì đó nó quá bi quan hay không. Và nếu chúng ta có những cái điều đó thì chúng ta hãy cùng nhau mình thay đổi lại cái suy nghĩ của mình để mình làm cho tất cả những cái mối quan hệ giữa mình và mọi người xung quanh khi mình tới với cái cuộc sống này nó được tốt đẹp hơn, thưa quý vị. Và xin mời quý vị tiếp tục với cái chủ đề này, một chủ đề rất là đặc biệt của Chuyển hóa thân tâm và sự chia sẻ của Ni sư, để ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu xem đằng sau những cái khổ, những cái nguyên nhân của cái khổ mà chúng ta đã biết trong những tuần lễ vừa qua, liệu còn có những cái khổ gì nó là những cái sâu hơn, những cái nguyên nhân chính hơn, thì xin mời quý vị nha. Dạ thưa sư, xin sư có thể chia sẻ cho con cũng như là quý khán giả xem đài trong những tuần lễ vừa qua. Bây giờ là con nghĩ là con ngắm rồi đó, ngắm được rằng là biết rằng là mình mất cái quyền tự chủ nè. Con biết được rằng là con cũng có cái thói quen là than vãn rồi sống chung với khổ đau, thì con nghĩ là càng ngày nó càng thấm hơn. Nhưng mà như vậy là xong rồi phải không ạ? Vậy là bây giờ bóp thuốc uống rồi để đi ra được. Tức là chúng ta mới đi có nửa đường thôi. Tại vì nếu khổ là một căn bệnh thì mất quyền tự chủ và thói quen sống chung với khổ đó chỉ là hệ quả thôi. Tức là còn cái nguyên nhân chính nữa, cái nguyên nhân mà nó ẩn đằng sau, mà nó gọi là bàn tay sắt bọc nhung đó, là bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới. Thì cái điều này quý vị nghe sẽ quen hơn, đó là bàn tay sắt bọc nhung này, đó là chính là bàn tay của tham, bàn tay của sân hận, giận dữ, và bàn tay của đam mê, si ái. Đó. Còn những cái điều này hôm nay chúng ta thêm vô 5 điều thôi. 5 điều sau thì năm điều này nó là năm điều chính, và nếu chúng ta lấy lại quyền tự chủ, chúng ta có lời phát lời nguyện rằng là kể từ ngày hôm nay trong đời kiếp này tôi sẽ không có chịu sống chung với khổ đau nữa, mà tôi sẽ chữa, tôi sẽ bước ra khỏi khổ đau, tức là ra vùng khỏi vùng bóng tối của khổ đau, để chúng ta sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Thì lấy quyền tự chủ xong rồi, phát được cái lời nguyện mà không sống chung với khổ đau nữa để đi chữa bệnh á, thì bây giờ mới bắt đầu là đi vào cái nguyên nhân chính, đó là tham, là sân hận, là si mê, là kiêu mạn, là nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì vậy sư? Nghi ngờ đó là, ở đây xin nói rõ luôn, đó là nghi ngờ đối với các thiện pháp, chứ không phải là mình nghi ngờ lẫn nhau, rồi mình nghi ngờ lòng tin con người vân vân. Tất cả mấy cái này thẳng luôn, nghi ngờ đối với các pháp lành. Các pháp lành đó nó có thể, đó chẳng hạn như là nó có thể từ con người, nó có thể từ giáo pháp, nó có thể từ những hoàn cảnh, nhưng mà mình cần nhìn một cách rất là rõ ràng để là mình phân định như thế nào thì gọi là không còn nghi. Đó. Thì cái nghi này nó vô cùng nguy hiểm. Thành ra là hôm nay chúng ta đi vào năm cái nguyên nhân này mà nó khó đoạn trừ vô cùng, bởi vì trong giáo lý nhà Phật gọi cái này gọi là câu sanh phiền não. Câu là đều. Đó, chỉ câu sanh có nghĩa là nó sanh chung với mình, sanh cùng với mình, đều với mình cùng một lần đi ra đời. Và ra rồi là có nó. Là năm cái là tham, sân, si, mạn, nghi. Là năm điều này là khó đoạn trừ nhất. Còn năm điều mà dễ đoạn trừ hơn thì sư sẽ đề cập đến sau. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi bắt mạch nè.
đã loại trừ hai điều kia rồi, tức là nó hiện đó. Bây giờ tới nguyên nhân ẩn. Ẩn đằng sau một trong những nguyên nhân gây đau khổ đầu tiên, đó chính là tham. Tham thì sư nói không có nghĩa là thấy của đồ của người ta rồi chộp lấy thì gọi là tham. Đó là quá tham mà lộ liễu quá rồi. Có những cái tham mà nó âm thầm chi phối chúng ta mà chúng ta nhìn không ra. Đó là tham ái và tham luyến. Đó. Thành ra bây giờ chúng ta bắt đầu, mà hễ nói tới tham thì ai tham? Dạ, tôi tham. Thì mình phải xác định là tôi tham trước đi đã. Chứ còn không mình sẽ thấy là nó tham chứ tôi không tham không mà. Ở đây chúng ta xác định rằng là cái tham này nó sanh ra chung với tất cả mọi người. Tất cả mọi chúng sanh sanh ra ở trên cái là loài người chúng ta trước đi. Còn những chúng sanh khác á, thì mình nói sau. Còn bây giờ cứ là loài người chúng ta trước. Nhân loại chúng ta đã sanh ra là năm cái này nó đi chung. Thành ra người nào mà tự cho mình rằng tôi không có tham thì coi như cái bạn nghĩ là bạn sanh lộn cõi rồi. Cõi này sanh ra là tham, sanh ra là có sân, sanh ra là có si, sanh ra là có mạng, và mạng tức là kiêu mạng, và đã sanh ra là có nghi ngờ. Không phải nhân chi sơ tánh bổn thiện, bổn phải thật sự. Nhân chi sơ tánh bổn thiện đó là mình sẽ nói đến cái phần thứ hai là lương tâm con người lúc nào cũng có. Phần bổn thiện á, tức là bổn thiện là cái gốc của thiện là cái lương tâm bao giờ cũng có. Lương tâm sanh ra chung thì phiền não những cái năm điều kia cũng sanh ra chung luôn. Lúc nào nó cũng tạo thành một chiến tuyến và bên nào thắng. Nếu mình để cái phần con mà thắng, tham sân si nào nó đẩy mình một cú là đi luôn. Còn nếu mình để phần người mà thắng, lương tâm lên tiếng mà thắng đó, thì là lúc đó mình sẽ có những cái sự an lạc và hạnh phúc. Vậy thì sanh ra trong chung với con người, nó không phải chỉ có câu sanh phiền não là tham sân si mạn nghi, mà nó còn có cả lương tâm Phật tánh cũng ra luôn. May phước chứ không, cái kia không chắc chết. Và rồi khi mà giờ chúng ta khổ đau là bởi vì sao? Giờ đầu tiên chúng ta xác định vì nó đã sanh ra cùng một lần với mình, cho nên người nào sanh ra cũng có tham sẵn. Nếu mình định nghĩa tham ở chỗ rằng là tôi thích, tôi muốn là đã thấy tham, tham vi tế có mặt. Tôi không thích, tôi không muốn, đó là sân vi tế có mặt. Rồi bây giờ mình điểm nha, đã là từ cái chỗ mà tôi là không thích thôi thì là sân vi tế. Từ cái chỗ tôi không thích cho đến lúc tôi phản ứng với cái điều không thích đó là chúng ta sẽ gây khổ đau cho mình và cho người tiếp tục. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bắt mạch là nguyên nhân gây khổ đau không phải do trời. Xác định như vậy luôn. Nguyên nhân gây khổ đau, và bởi vậy cho nên trong kinh bên Trung Bộ có, hoặc kinh Trường Bộ của Phật giáo cũng có một cái, tại vì ngày xưa cho đến bây giờ cũng vậy, sông Hằng là được gọi ở Ấn Độ được gọi là con sông Thiên. Con sông Thiên này, và những người theo đạo Hindu hoặc là Bà La Môn thì họ có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, niềm tin rất là nó ăn sâu vô trong máu huyết của họ luôn. Đó là hễ mà tắm được với con sông Thiên này thì tất cả mọi tội lỗi đều được gột sạch. Tất cả tội lỗi đều được gột sạch nếu một lần được tắm trong con sông Thiên. Thì bên Ấn Độ có nhiều con sông Thiên, nhưng con sông nổi tiếng nhất vẫn là sông Hằng. Và có một lần thì những vị họ tới hỏi Đức Phật là với những cái mà tội lỗi thì người ta có thể rửa sạch bằng cách mà xuống sông tắm á. Thì Đức Phật nói nếu nước sông Hằng mà con sông Thiên đó, nếu nước sông Hằng và những con sông khác mà có thể rửa sạch được tất cả tội lỗi của chúng sanh thì những con tôm, con cá, con những loài thủy, gọi là loài thủy sinh, nó sẽ phải làm, nó được gột sạch tội lỗi và sanh thiên hết rồi. Đó, sông Hằng có tác dụng tẩy uế trên con người, thân thể con người, vậy thôi.
Tại sao người ta tin tin mà tin dữ mà con nghe nói sông Hằng nó có nhiều cái trăm người không dám tắm đâu, tại vì người ta đốt xác chết người ta quăng xuống dưới, mà sao những người mà họ có niềm tin họ vậy xuống thì, họ không bị gì hết thì nữa. Cái niềm tin của họ, mà niềm tin thì tin nó có từ cuồng tín, nó có từ mê tín là tin, nó có từ chánh tín là tin một cách chân chánh phù hợp với chân lý trong đời sống, nó có từ mê tín là nó tin một cách mê muội không cần biết là logic đời sống như thế nào, quy luật đời sao, cứ việc là tin đi đã, thì coi như là cái đó gọi là mê tín. Và rồi nó có dạng là cuồng tín, tức tin một cách nghĩa là không phải chỉ mê muội mà nó là nó tính cuồng luôn. Và những cái niềm tin mà từ mê tín cho đến cuồng tín nó rất gây hại cho đời sống của nhân loại. Cho nên nếu mà bạn mà cần xác định lại thì để là chúng ta nhận diện được cái tham gây cho khổ đau thì chúng ta sẽ nhìn rất là rõ, đó là tham, nó có tham ái này, nó có tham ái, ái là yêu, tham ái tức là đắm mê đắm nó, mê đắm nó, yêu nó. Thì bây giờ chúng ta nghe từ tham ái thì không, chúng ta ít người nào chịu mình có tham ái. Tham, nó có tham ái là sự đam mê và yêu. Rồi sự tham luyến tức là ràng buộc. Tham mà ràng buộc thì gọi là tham luyến. Tham ái, tham luyến đều thuộc về tham. Thì bây giờ nếu mà nói chứ ai cũng có tham ái, không chịu đâu. Nhưng mà nói người nào đó đụng chạm vào một người nào khác xong xuôi rồi người kia cảm thấy tự ái, tự ái bị tổn thương, thì bạn đã chấp nhận là bạn có tham ái rồi đó. Bởi vì sao? Ái là yêu, tự là bản thân, tự ái là yêu bản thân mình, tự là chủ, tự là a, cũng như từ trong, cũng như trong từ tự chủ cũng vậy. Tự là bản thân, chủ là làm chủ bản thân thì gọi là tự chủ. Tự là bản thân, ái là yêu, tự yêu thì gọi là tham ái. Tại thường thường nói tham ái người ta nghĩ là yêu người nào khác đó, chứ không nghĩ là mình và tự rồi tự tham yêu. Ái thì nó có tham ái tự, nó có yêu tự thân và nó có đối tượng, nó có thể là yêu tự thân hoặc nó yêu người khác đều gọi là tham ái. Và yêu người khác, yêu vật, yêu gì cũng được, có nhiều họ yêu cái nhà của họ gọi là tham luyến. Đó, tham ái tham luyến là nó cột lại với nhau thành một chùm vậy, tức là làm cỡ nào mà mình cảm thấy là mình chạm vô cái gì mà nó, cái gì tôi muốn, mà tôi muốn quá thì tôi tham nhiều, tôi muốn vừa vừa tôi tham ít, thì hễ có tham ít thì khổ ít, tham nhiều khổ nhiều. Bây giờ chúng ta bắt đầu tham với cái ý nghĩa là tham ái và tham luyến. Chúng ta sẽ đi vào năm đối tượng mà cái tham này nó thể hiện để mà nó đưa ra khổ đau. Thì đầu tiên ha, chúng ta là năm đối tượng gọi là ngũ dục đi. Năm điều này ai cũng có, bảo đảm dù là Phật tử không Phật tử, thể đã là con người thì năm điều này sẽ tự chi phối. Đó là tham tiền, tiền, tham ăn, tham tài, tham tài nè. Chỉ đập cái từ ngũ dục cho nó từ tiếng tiếng mà mình nghe nó quen trước đi. Đó, tham tiền. Tiền tài đó, rồi tài để tham sắc, đó, sắc là sắc đẹp, sắc là sắc đẹp và cũng gọi là sắc tình, cũng gọi là sắc dục, tham sắc nó có chữ tham sắc tình sắc dục luôn, đó, rồi người nào không tham sắc, hỏi có tham tình không, sắc tình không, đó, thì có, vậy giờ người nói tôi không có sắc tình vậy có sắc dục không, chắc chắn một trong ba phải có. Gọi là sắc, tham tiền, tham sắc và một cái nữa tham danh, tham danh, rồi đến tham ăn, tham ngủ. Năm cái điều này khỏi chối bởi vì nó sanh ra chung với nó sanh ra chung với con người, cho nên vấn đề ở chỗ là vì nó sanh ra chung với con người và rồi lương tâm cũng sanh ra luôn, cho nên chúng ta phải thiết lập một cái là nhìn nó để mà tự chủ bản thân để không bị nó lôi kéo quá nhiều. Tự chủ đây là tự chủ về phần lương tâm, phần lý trí. Thì tiền chắc chắn phải cần, nhưng tham tới nỗi mà bán mạng một cách bán rẻ luôn á, bán đổ bán tháo cái mạng của mình để lấy tiền
thì cái đó là không nên. Thì lần trước rất nhiều lần sư cũng từng chia sẻ rằng là ai trong chúng ta cũng bán cái mạng của mình để nuôi thân ấy. Bán mạng nuôi mạng. Thì điều này có vẻ giống như là không có nghe êm tai lắm, phải không? Nuôi mạng, tôi cần nuôi mạng thiệt, nhưng mà trên một thực tế cần phải biết rằng là khi chúng ta làm tiền một cách chân chánh, ở đây sư nói là chân chánh đó, chứ không có nói là cướp đoạt của người khác. Chân chánh, mình tham một cách chân chánh thì nên tham một cách vừa đủ thôi, thì bạn sẽ có một cái quân bình mà không bị khổ nhiều đó. Còn nếu như mà bạn mà tham quá, tức là đi làm một ngày quá trời để làm chi, để có những chuyến đi chơi, có được nhà đẹp, có được xe đẹp, để làm chi, để nổi tiếng với đời, để mà có mặt mũi, để sĩ diện vân vân, mà bạn đã bán mạng của bạn một cách rất là không thương tiếc, bán rẻ đó. Thì một lần nữa, nếu mà vị nào đã từng coi những cái chương trình của chuyển hóa thân tâm thì các vị sẽ thấy rằng là vì mạng của mình, mạng của tất cả chúng ta, kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày mình vào sáu tấm tức quan tài đó, thì chúng ta kể từ ngày cất tiếng khóc cho đến ngày vào đó được tính bằng thời gian. Thành ra mỗi mùa xuân sang thêm một tuổi, mà thêm một tuổi thì mẹ càng già, già thì đến ngày tôi xa mẹ càng gần, tức là ai cũng biết cái này hết, tức là thời gian trôi qua, mẹ mình mỗi ngày một già, và mỗi ngày một già thì sẽ đến cái chết mỗi ngày một gần. Và chúng ta đã bán cái mạng của mình bằng thời gian, bởi vì mỗi một ngày đi làm 8 tiếng, hoặc đi làm 10 tiếng, hoặc đi làm 16 tiếng, vân vân, thì tất cả là cái mạng của mình nó cũng được bán đi để lấy tiền. 1 giờ 10 đồng, giờ 15 đồng, giờ 20, giờ 50, giờ 70, vân vân. Tùy cái phước của mình mà mình bán mạng mình rẻ hay đắt đắt. Đó. Và rồi bán để nuôi thân. Và cuối cùng rồi thì chúng ta nhắm mắt lìa đời, mà cái nút áo cũng phải lắc luôn. Nếu uống nút áo đó là nút áo bằng kim loại, phải vậy không? Nút áo cũng phải lắc. Tức là không có cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta làm cho nhiều mà chết mà mang đi theo. Vậy thì cái mà chúng ta nói đừng có tham ở đây có nghĩa là vừa đủ sống, hoặc dư một chút để tham ít một chút thì bớt khổ một chút. Ngừng ở đây là bởi vì hết giờ. Quý khán giả thân mến, ngày hôm nay với sự chia sẻ của ni sư, chúng ta một lần nữa được dịp biết thêm những cái nguyên nhân mà nó sâu sắc hơn, làm cho chúng ta khổ, biết được những cái nguyên nhân đó để chúng ta có thể đi ra khỏi cái nỗi khổ của mình. Và thay mặt tất cả những người làm chương trình, chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được an lạc nè, cái sức mạnh chuyển hóa trong nội tâm của quý vị mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và hy vọng rằng là những cái sự chia sẻ của ni sư có thể đem lại, có thể được quý vị áp dụng trong đời sống hàng ngày để thấy cái sự hữu ích của nó và cái sự thay đổi theo cái hướng tích cực trong đời sống của mình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.